Số lượng người dùng ngày càng giảm mạnh nhưng vẫn chiếm dụng tài nguyên tần số vô tuyến. Công nghệ quá lạc hậu đồng thời gây ra nhiều bất cập, thậm chí trở thành nguy cơ an ninh an toàn thông tin. Đó là hiện trạng của công nghệ mạng di động 2G trên thế giới. Hiện nay một số quốc gia châu Á đã tắt sóng 2G để ưu tiên băng tần cho mạng di động thế hệ mới. Nhật Bản là quốc gia đi đầu khi tắt sóng 2G vào năm 2011. Nhà mạng KT Corp của Hàn Quốc cũng đã sớm tắt sóng 2G vào năm 2011. Riêng Singapore thực hiện ngắt sóng 2G từ tháng 4 năm 2017. Đến nay, đảo quốc sư tử trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới được phủ sóng bởi mạng 5G độc lập. Nhà mạng Singtel cho biết, phạm vi phủ sóng toàn quốc mạng 5G độc lập của công ty này đã đạt 95%, sớm hơn 3 năm so với mục tiêu ban đầu đề ra là năm 2025. Chúng tôi ngừng dịch vụ 2G từ năm 2017. Đến nay, Singtel đã cố gắng đẩy nhanh việc triển khai 5G, nỗ lực vượt qua đại dịch để đặt nền móng và xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới cho mạng 5G, an toàn và linh hoạt. Tại Trung Quốc, vào tháng 6 năm 2019, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nước này đã cấp phép thương mại 5G cho 3 nhà mạng China Mobile, China Telecom và China Unicom. Cũng vào thời điểm đó, Bộ đã khuyến cáo 3 nhà mạng chuyển khách hàng khỏi các gói 2G và 3G để giải phóng băng tần cho 5G. Mới đây, tại tuần lễ đổi mới sáng tạo Win-Win, Huawei đã nói về bước phát triển tiếp theo của công nghệ 5G mà công ty gọi là 5.5G. 5.5G cũng sẽ vượt ra ngoài khả năng kết nối để chứa đựng cả các cảm biến, kéo theo một số những kịch bản và ứng dụng mới cho cuộc sống người dân, doanh nghiệp. Mặc dù các nhà mạng sẽ không dễ dàng tắt sóng các mạng cũ trong khi họ vẫn hỗ trợ một lượng lớn người dùng, trong đó có nhiều người nghèo và dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, tắt sóng 2G để dành tần số cho phát triển 4G, 5G, 5.5G đến 6G. Đó là xu hướng phát triển công nghệ di động để các nước có chính sách quản lý tốt hơn.